Xin chào anh Mon Thần Thánh. Hôm nay tôi cũng xin thỉnh giáo bằng một số câu hỏi. Ok, ông cứ hỏi. Bạn làm việc gì đầu tiên mỗi buổi sáng? Mở mắt. Cái gì càng kéo càng ngắn? Đéo thuốc lá. Nói thật thì bị đánh đòn, nói dối thì bị phạt nhịn đói. Bạn hãy nói một câu để không bị phạt. Tôi bị phạt nhịn đói. Người mù đứng từ sáng tới tối tại một công viên, hỏi ông ta thấy gì? Thấy mỏi chân. Hãy chứng minh 4 chia 3 bằng 2. 4 chia 3 bằng 4 chia 8 bằng 8 chia 4 và bằng 2. Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em? Bàn chải đánh răng. Cái gì to bằng con voi mà chẳng nặng gram nào? Bóng con voi. Cầu gì mà ai cũng không đi qua được? Cầu vồng, cầu dao, cầu chì, cầu nguyện. Môn thi nào càng thắng càng thua? Đua xe, vì đạp thắng nhiều, xe chạy chậm. Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất? Tiền. Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì? Bắp nướng. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, vậy thứ tư là gì? Là một ngày trong tuần. Con mèo nào cực kỳ sợ chuột? Con mèo đó là tôi. Thế con chuột nào cực kỳ sợ mèo? Con nào cũng sợ. Quá hay. Tuần Mon.